Hello everyone, how are you today? Today I'm very good, okay? So let's review about daily routine. Daily routine in the morning. Hôm nay chúng mình hãy cùng nhau ôn tập về chủ đề các hoạt động vào buổi sáng, các hoạt động thường ngày diễn ra vào buổi sáng nhé. Okay, let's go. Chúng mình có một câu hỏi để hỏi. Nếu như muốn hỏi bạn thường làm gì vào buổi sáng thì chúng mình sẽ có câu hỏi What do you often do in the morning? What do you often do in the morning? The first, I wake up. Brush my teeth. Wash my face. Comb my hair. Eat breakfast. Get dressed. Get dressed and go to school. Okay? What do you often do in the morning? I wake up, brush my teeth, wash my face, comb my hair, eat breakfast, get dressed and go to school. Okay, goodbye. Goodbye, everyone.